Ban đầu các cái gia tộc như Rothschild, Rockefeller hay là Walmart chẳng hạn, thì họ đều tập trung vào cái lĩnh vực kinh doanh chính có năng lực của mình, từ đó xây dựng được tài sản tốt. Nhưng sau đó họ cần thiết phải đa dạng hóa để có thể giúp các cái tài sản đó đi một cách bền vững, lâu dài, thậm chí hướng đến trường tồn nhiều hơn. Xin chào anh chị nhà đầu tư. Hôm nay chúng ta sẽ tới với tập tiếp theo của series quản lý gia sản cho người Việt với tiêu đề là phân bổ đầu tư tài sản trong giai đoạn 2024-2030 như thế nào cho hiệu quả. Và không giống như hai tập trước, chúng ta gần như chỉ nói đến cái tuyến nội dung chủ yếu liên quan về chứng khoán, thì hôm nay chúng ta sẽ có những cái nội dung nó sẽ đa dạng hơn rất nhiều về các kênh đầu tư tài sản khác nhau tại Việt Nam. Và nó cũng chính là một phần lý do mà series của chúng ta có tên là quản lý gia sản, chứ không phải là những cái tuyến nội dung thuần về chứng khoán như các anh chị đã biết về phiên trong thời gian vừa qua. Xin chào anh Phục. Xin chào anh. Dạ. Ở tập trước thì chúng ta đã nói tới cái tính rủi ro bên đầu tư chứng khoán đó, và chúng ta có nhắc tới một cái chiến lược, đó là đa dạng hóa cái danh mục đầu tư với nhiều cái loại hình tài sản khác nhau. Thì nhiều anh chị như đã nói ở phần trước là quan tâm tới ESFIN, trước giờ chủ yếu biết về việc chúng ta đầu tư chứng khoán hay là cổ phiếu, thì hẳn sẽ chưa cảm thấy quen thuộc lắm về cái câu chuyện mà chúng ta nói trong ngày hôm nay. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái quan điểm này của ESFIN được không ạ? Vâng, thực ra là kênh cổ phiếu thì ESFIN cũng đánh giá là một kênh tương đối hấp dẫn. Và đây cũng chính là chuyên môn rất sâu của ESFIN Việt Nam. Tuy vậy thì để có thể xây dựng được một cái tài sản lớn, sinh lời bền vững, mang tính chất là lâu dài, thậm chí hướng đến trường tồn, thì chúng ta nhất thiết phải cần đa dạng hóa các cái tài sản của mình để làm sao có thể giảm thiểu rủi ro, cũng như hướng đến việc là chúng ta đáp ứng được tất cả các cái mục tiêu tài chính của mình. Bởi vậy cho nên chứng khoán cũng chỉ là một phần trong việc phân bổ tài sản mà thôi, mà chúng ta cần phải phân bổ nhiều kênh hơn nữa trong cái việc thực hiện cái quản lý tài sản của mình. Vâng, vậy thì về cơ bản khi mà xét tới những cái ở rộng hơn ở trên thế giới, thì chúng ta cũng được biết là có rất nhiều những cái doanh nghiệp, những công ty mà họ có những cái dịch vụ hay là họ cung cấp những cái gói giải pháp về quản lý gia sản hay là quản trị danh mục đầu tư cho những cái hộ gia đình hoặc là những cái gia tộc siêu giàu đó. Thì chúng ta cũng đã có tìm hiểu một số những cái mô hình như vậy. Vậy thì tuy nhiên ở góc độ ở Việt Nam chúng ta thì mọi người hay có một cái quan điểm, đó là tôi hiểu biết về cái công cụ nào, về cái kênh đầu tư nào thì tôi sẽ tập trung vào đó thôi. Còn cái việc phân bổ thì nó rất là mới với tôi, và nó thực sự nó rất khó. Vậy thì ở trong cái góc độ này thì anh đánh giá về cái tầm quan trọng của cái việc đa dạng hóa danh mục đầu tư ấy. Nó là cái việc mà mọi người nên coi nó là cái thứ rất quan trọng mà cần tìm hiểu, hay là một cái ở trong cái quan điểm đó là biết cái gì thì làm cái đó thôi. Đó, thì anh có thể làm rõ hơn về cái quan điểm này được không? Thực ra về cơ bản hai quan điểm này đứng trên góc độ, hai góc độ nhìn khác nhau. Chứ hai quan điểm này hoàn toàn là có thể hỗ trợ phù hợp với nhau. Nếu như quy mô tài sản còn tương đối nhỏ thì rõ ràng chúng ta cần phải hết sức tập trung để làm sao cho kiếm được nhiều tiền nhất. Và cách tốt nhất như các cụ ta đã nói là một nghề cho chín, còn hơn chín nghề, để từ đó tạo ra được cái tài sản lớn hơn, dòng tiền nhiều hơn. Tuy nhiên khi lượng tài sản của chúng ta rất lớn chẳng hạn, thì chúng ta cần thiết phải đa dạng hóa ra nhiều kênh để có thể giảm thiểu rủi ro, và từ đó xây dựng được các cái kênh tài sản một cách bền vững hơn. Thì đó chính là cái câu chuyện mà không bỏ trứng vào một giỏ. Thì đây chỉ là hai góc nhìn ở hai khía cạnh khác nhau mà thôi, và nó hoàn toàn bổ trợ, bổ sung nhau nhau. Đối với chúng ta cũng vậy, ban đầu chúng ta đi làm thì chúng ta hãy tập trung hết sức mình vào cái chuyên môn và công việc của mình để kiếm ra tiền đã. Nhưng mà khi có đủ tiền rồi thì chúng ta cần phải bảo vệ và phát huy nó tốt hơn, thì lúc đó cần thiết phải đa dạng hóa nhiều hơn. Tôi lấy ví dụ ở trên thế giới cũng vậy thôi. Ban đầu các cái gia tộc như Rothschild, Rockefeller hay là Walmart chẳng hạn, thì họ đều tập trung vào cái lĩnh vực
kinh doanh chính có năng lực của mình, từ đó xây dựng được tài sản tốt. Nhưng sau đó họ cần thiết phải đa dạng hóa để có thể giúp các cái tài sản đó đi một cách bền vững, lâu dài, thậm chí hướng đến trường tồn nhiều hơn. Vâng, điều đó có nghĩa là thứ nhất là chúng ta cần xét về cái góc độ là chuyên môn, và từng giai đoạn của mình nó sẽ khác nhau. Đúng vậy. Đó, và đâu đó nếu như chúng ta kế thừa được cái quan điểm của các cụ, đó là một nghề cho chín như anh nói, thì cũng sẽ là một cái điều rất là tốt để xây dựng cái tài sản, thu nhập hay là dòng tiền với bất kể cá nhân nào, và có lẽ là đặc biệt là với các cái bạn trẻ đang trong cái những cái giai đoạn đầu tiên của Bình Minh, của sự nghiệp, thì có lẽ là sẽ cái lời khuyên của anh Phục là rất là xác đáng. Đó, thay vì là có chúng ta quan tâm đến quá nhiều câu chuyện thì hãy tập trung để phát triển bản thân và qua đó là phát triển cái thu nhập của mình. Vâng. Vậy thì xét ở góc độ ở Việt Nam chúng ta thì anh thấy là hiện nay có các cái kênh tài sản nào đáng chú ý? Hiện nay ở Việt Nam thì cũng có khá nhiều các cái kênh tài sản, tuy rằng chưa đủ đa dạng như ở trên thế giới, nhưng mà về cơ bản cũng là đầy đủ hết các khía cạnh. Đầu tiên thì phải kể đến đó chính là kênh gửi tiết kiệm. Thì kênh này nghe có vẻ như là một cái kênh gì đó rất là kém sinh lời, tuy nhiên nó lại đón nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Những người mà họ không có khả năng đem cái tiền ấy đi kinh doanh chẳng hạn thì họ gửi tiết kiệm. Thì đây vẫn là kênh phổ biến nhất nhì ở Việt Nam. Tiếp theo, những người nhiều tiền hơn thì thông thường họ bỏ vào bất động sản khá nhiều. Và ở Việt Nam đâu đó thì cái tỷ lệ tài sản người dân bỏ trong bất động sản chiếm tới 55% toàn bộ các kênh tài sản. Rồi tài sản thứ ba mà được người Việt rất quan tâm đó chính là vàng. Thì hiện nay thì về cơ bản tỷ lệ phân bổ vào vàng trong cơ cấu tài sản của người Việt Nam đâu đó khoảng độ 14-15%. Và đây là một kênh truyền thống từ xưa đến nay, được tiếp nối bởi các cụ ta, và đến bây giờ là ngay cả các bạn trẻ cũng khá là quan tâm. Ngoài ra thì cũng có những cái kênh tài sản mới. Ở đây ví dụ như là kênh cổ phiếu thì mới có ở Việt Nam được hơn 24 năm. Tiếp theo là cái kênh trái phiếu doanh nghiệp thì về cơ bản mới có ở Việt Nam của chúng ta khoảng 5-7 năm trở lại đây. Ngoài ra thì gần đây ở trên thế giới người ta cũng gọi là đưa ra các cái tài sản mới, đó là crypto chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái kênh tài sản mà cũng cần phải quan tâm trong cái bối cảnh hiện nay của nền kinh tế, cũng như trong tương lai 5-10 năm nữa. Vâng, ở trong phần mà anh Phục chia sẻ thì có nhắc đến một cái kênh đầu tư mà có lẽ được nhắc tới rất nhiều trong thời gian hiện tại, không chỉ dừng lại góc độ đầu tư mà còn liên quan đến an sinh xã hội, an cư lạc nghiệp, đó là kênh bất động sản. Gần đây mọi người hay nhắc đến câu chuyện là giá chung cư đâu đó khoảng 4-5 năm gần đây thì tăng khoảng độ từ 80-100% tùy khu vực. Thì với người Việt Nam với góc độ là an cư lạc nghiệp, quan điểm thì rất lâu đời rồi, thì kênh bất động sản vẫn luôn là một cái lựa chọn hàng đầu. Đó, thì anh đánh giá là ở cái thời điểm hiện tại, với có một cái giai đoạn mà chúng ta nói rất nhiều về bất động sản, mới ngày hôm qua thôi, ngày 14 tháng 3 thì chính phủ còn họp bàn với một cái chủ đề, đó là làm cách nào đấy để có thể là thúc đẩy, thậm chí là giải cứu cái kênh bất động sản, thì anh đánh giá là ở trong giai đoạn hiện tại nó còn hấp dẫn không? Về cơ bản kênh bất động sản như đã chia sẻ thì chiếm tới 55% tổng tài sản người Việt bỏ vào đó. Do đó đây là một kênh rất quan trọng. Thì không chỉ là người Việt đâu, mà những người ở khu vực Á Đông của chúng ta thì xuất phát đó là những người làm nông nghiệp, bám đất. Đó, và cứ có đất tức là có kế sinh nhai. Đó, thì cái truyền thống này thì nó đã ăn vào gọi là sâu trong tiềm thức người Việt cũng như những người châu Á từ xưa đến nay. Bởi vậy cho nên kênh đầu tư bất động sản vẫn là một cái kênh có thể nói là quan trọng nhất, không những là trong quá khứ, hiện tại mà thậm chí là trong tương lai. Có điều là kênh bất động sản thì hiện nay có cái sự phân hóa rất là mạnh mẽ, tức là có những nơi có tiềm năng tăng trưởng tốt, ngược lại có những nơi thì đã trầm lại đi ngang trong một thời gian cũng tương đối dài rồi. Thì về cơ bản thì tôi vẫn đánh giá rằng là cái kênh bất động sản vẫn là một cái kênh hấp dẫn đến năm 2030, thậm chí là dài hơn nữa. Vâng, thì trong cái câu trả lời của anh Phục thì anh có nhắc đến một cái yếu tố, đó là các cái khu vực hoặc là các cái phân khúc của bất động sản khác nhau thì nó có cái tính về cái phần giá nó đã có thể là nó đã cao rồi hoặc là chưa, tức là nó đã chạy hay chưa. Đó, thì ở đây chúng ta có thể tạm chia ra làm hai cái sản phẩm đi. Một là những cái sản phẩm mang tính thiết yếu, có tính an cư, và một sản phẩm là có cái tính đầu cơ cao hơn. Thì anh có thể là
chia sẻ thêm một góc nhìn của mình với các nhà đầu tư về cái hai cái hướng này trong thời gian tới được không? Vâng, về cơ bản thì chúng ta nên tập trung vào phân khúc bất động sản nào thì phụ thuộc rất nhiều vào cái quy mô tài sản của chúng ta ra sao. Ngoài ra thì phụ thuộc vào những cái tài sản khác hay là những cái bộ đệm khác của chúng ta như thế nào. Tôi lấy ví dụ như này, nếu mà chúng ta đang có mức thu nhập cũng tương đối tốt, tài sản thì tích lũy cũng chưa phải là quá nhiều, thì cái việc của chúng ta cần thiết hiện nay thì có thể là chúng ta hướng đến cái an cư đã, để cho an tâm. Bởi vì người Việt của chúng ta thường phải an tâm trước, rồi sau đó mới có thể là làm ăn phát triển một cách mạnh mẽ. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nếu mà chúng ta lại có được cái phần đất mà thừa kế được từ cha ông chẳng hạn đó, thì có thể thì chúng ta nên tạm hoãn cái việc an cư đó, mà cầm cái tiền đó đi đầu tư vào các cái bất động sản có cái tiềm năng sinh lời tốt, để từ đó gia tăng tài sản trước, rồi sau đó chúng ta có thể mua an cư sau cũng được đó. Rồi bên cạnh đó thì khi mà nhà đầu tư mà họ có nhiều điều kiện hơn, nhiều tiền hơn, thì tốt nhất thì theo tôi thì chỉ nên là an cư là một bất động sản thôi, hoặc cùng lắm là hai bất động sản thôi. Còn lại cái phần tiền kia, nếu chúng ta dồn vào việc đầu tư bất động sản, thì nên tập trung vào những cái bất động sản có triển vọng tăng giá tốt trong tương lai. Một số các anh chị cũng trao đổi với Phục bảo là đi mua chung cư để cho thuê, thậm chí là có những giai đoạn vay lãi đến 10% ở ngân hàng mua để cho thuê. Nhưng thực sự điều đó nó chỉ có lợi trong một số điểm nhất định, ví dụ như là giai đoạn 2010-2011 chung cư tăng giá rất mạnh, hoặc là giai đoạn 2022 đến năm 2024 này chung cư cũng tăng giá rất mạnh, thì những người đó mới có cái lợi nhuận từ cái việc cho thuê và tăng giá cao hơn so với cái lãi suất gửi ngân hàng thôi. Còn lại thì trong những cái giai đoạn khác thì về cơ bản cái lợi suất là rất kém. Thì do đó là khi tập trung vào bất động sản, chúng ta chia sẻ là hai góc độ. Một là nếu chúng ta an cư thì chúng ta có thể, bạn nào giỏi thì có thể kết hợp việc là vừa an cư nhưng vừa đầu tư vào cái an cư ấy, có cái khả năng tăng trưởng trong tương lai. Thứ hai, nếu mà gọi là thuần đầu tư ấy, thì chúng ta nên tập trung vào những cái bất động sản tăng giá thay vì là bất động sản dòng tiền, thì nó sẽ hiệu quả cao hơn trong tương lai. Vâng, thưa anh Phục, với một kênh đầu tư mà anh nhắc ở cái nội dung đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu clip này, đó là kênh gửi tiết kiệm ngân hàng, thì với cái bối cảnh hiện tại đó là lãi suất tiền gửi ngân hàng đang rất là thấp, và cũng những cái tín hiệu của thị trường thì có lẽ là trong năm 2024 này cũng lãi suất gửi tiết kiệm cũng sẽ chưa có nhiều những cái đột biến. Vậy thì chúng ta nhìn nhận như thế nào khi mà có một cái thống kê gần đây cho thấy là cái lượng tiền gửi của người dân Việt Nam ở trong hệ thống ngân hàng là rất cao, với mức đâu đó khoảng 300 tỷ đô. Đó, thì anh nhìn nhận cái câu chuyện này như thế nào? Vâng, đúng như anh Nam chia sẻ, có thể thấy rằng là cái kênh gửi tiết kiệm cũng là một kênh hút tiền rất lớn ở Việt Nam. Thì năm 2023 vừa qua thì tổng huy động của hệ thống ngân hàng Việt Nam khoảng độ 14 triệu tỷ. Trong đó thì có một nửa đến từ dân cư, tức là khoảng độ 700 ngàn tỷ. Thì đúng như anh Nam nói là tương đương với khoảng gần 300 tỷ đô đấy. Thì có thể nói đây là một cái lượng tiền khổng lồ của người dân bỏ vào đó. Chúng ta có thể thấy là lãi suất gửi ngân hàng thì tương đối thấp, nhưng mà tại sao người dân lại bỏ vào đó nhiều như vậy? Đúng không ạ? Bởi vì như này, chúng ta cần phải xác định như này, không phải ai cũng có thể tìm kiếm được các cái cơ hội sinh lời cao và bền vững. Thế do đó là khi không tìm kiếm được những cái cơ hội như thế thì việc tốt nhất đó là họ nên gửi ngân hàng. Bởi vì về cơ bản gửi vào hệ thống ngân hàng có cái độ an toàn thuộc mức cao top đầu ở Việt Nam của chúng ta, mà vẫn lại mang lại một cái dòng tiền tương đối tốt cho dù không cao. Hoặc là những cái người mà họ đã về hưu chẳng hạn, thì họ không có nhu cầu phải gia tăng cái tài sản của người ta một cách nhanh chóng, để từ đó là phải chấp nhận rủi ro cao. Thì thay vì đó thì họ sẽ gửi vào kênh tiết kiệm để cho an toàn, đảm bảo cho cuộc sống về hưu tốt hơn. Đó. Ngoài ra thì cái kênh gửi ngân hàng ấy cũng là một cái kênh rất là tốt trong cái việc nếu chúng ta có dư thừa một cái lượng tiền trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng ta thực hiện các cái công việc khác. Tôi lấy ví dụ như là anh Nam đang tích lũy tiền để mua một cái bất động sản nào đó chẳng hạn, thì hiện nay cơ hội chưa tới, hoặc là lượng tiền tích chưa đủ, thì anh có thể gửi vào tiết kiệm tạm thời một thời gian, và khi cơ hội đến thì anh có thể rút ra mua cái bất động sản đó.
Thì tức là cái kênh gửi ngân hàng này nó giúp cho chúng ta, thứ nhất là có thể có một kênh để tài sản an toàn. Thứ hai, đó là một cái kênh có cái tính thanh khoản rất cao, nhưng mà vẫn lại mang lại một cái dòng tiền khá là ổn. Tuy nhiên xét đối với những người mà còn trẻ hoặc là những người đang muốn gia tăng tài sản tốt thì chúng ta cần phải hạn chế gửi vào cái kênh ngân hàng này, và chỉ nên gửi một cái phần, nó gọi là cái quỹ dự phòng chi tiêu khẩn cấp mà thôi. Ví dụ như là anh Nam, một tháng anh tiêu khoảng độ 20 triệu đồng chẳng hạn, thì khi đó thì tốt nhất là anh nên phòng bị khoảng độ 3 đến 9 tháng, tức là khoảng độ 60 triệu đến gọi là 180 triệu ở trong ngân hàng, để khi chúng ta có những cái việc đột xuất cần thiết thì chúng ta có thể sẵn sàng rút ra để chúng ta sử dụng. Tuy nhiên cái quỹ dự phòng này thì cần là 3 tháng hay là cần là 9 tháng thì lại phụ thuộc vào cái yếu tố đó là ví dụ như anh Nam có những người bạn bè này hay là gia đình có tài chính tốt hay không, và lúc khẩn cấp anh có thể vay mượn từ họ hay không. Nếu mà anh có thể là vay mượn từ họ rất dễ dàng chẳng hạn thì rõ ràng anh chỉ cần dự phòng một ít thôi, còn cái lượng còn lại thì anh hãy tìm những cái kênh sinh lời tốt hơn để chúng ta có thể bỏ cái tài sản đó vào, để có thể sinh lời khoảng gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với lãi gửi ngân hàng cũng là rất tốt. Thì đó là lưu ý là kênh gửi tiết kiệm thì phù hợp với những người già hoặc là những người không tìm thấy cơ hội. Ngoài ra thì đối với chúng ta thì chỉ phù hợp đó là kênh gọi là dự phòng chi tiêu khẩn cấp mà thôi. Mới đây Nam có một cái nói chuyện với một số các bạn mà có tương đối cái lượng tiền gửi đó, tức là chồng của bạn ấy thì là có cái thu nhập rất là tốt đó, một tháng đâu đó khoảng trên dưới 100 triệu, thì gia đình có khá nhiều sổ tiết kiệm đó. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì như câu chuyện anh nói, tức là với các bạn trẻ gia đình này thì các bạn chỉ trên dưới 30 thôi đó, thì cũng có cái mong muốn là đa dạng hóa kênh tài sản, thì bạn có một câu hỏi mà có lẽ là anh Phục đã nhiều lần giải đáp và đưa ra ở trong cộng đồng tích sản cổ phiếu rồi. Đó là chúng ta sử dụng cái kênh mà tiền gửi ngân hàng, sổ tiết kiệm hài hòa với cái chiến lược mà tích sản ra làm sao. Thì anh Phục một lần nữa ở trên clip này anh có thể là chia sẻ thêm về cái cách thức mà trước giờ chúng ta vẫn chia sẻ hướng dẫn cho các anh chị ở trên cộng đồng tích sản cổ phiếu về cái việc là gửi ngân hàng cũng như là đầu tư chứng khoán nó như thế nào. Một cái quan điểm mà có lẽ là tương đối là đặc sắc của ETF. Vâng, thực sự là đây cũng là một cái nhu cầu rất cần thiết đối với mọi người, không chỉ là đối với những cái bạn trẻ mà không chuyên về đầu tư đâu, ngay cả đối với AZFIN cũng thế. AZFIN cũng cần phải cân đối những cái vấn đề như vậy để làm sao mà vừa đảm bảo cái tính an toàn của cái tài sản của mình trong khi vẫn có được cái tính sinh lời tốt trong tương lai. Thì về cơ bản thì cái kênh gửi tiết kiệm hay là cái kênh lãi cố định thì nó có những cái ưu điểm, đó là thanh khoản rất cao và nó bảo vệ được cái tài sản của mình. Thì đối với cộng đồng tích sản thì AZFIN cũng gọi là đưa ra đó những cái danh mục cổ phiếu rất là bài bản đầy đủ, bao gồm đó là danh mục liên quan đến gọi là phòng vệ chẳng hạn, có cái tính phòng thủ cao, gồm những cái cổ phiếu có cái tính chất bền vững tốt và tỷ lệ cổ tức có thể nói là cao bằng, thậm chí cao hơn gửi ngân hàng khá nhiều. Tiếp theo là cái danh mục cân bằng thì bao gồm cả việc vừa trả cổ tức lại vừa có một mức tăng trưởng vừa phải. Và cuối cùng là cái kênh, cái nhóm danh mục là các cổ phiếu tăng trưởng, tức là có cái sức tăng trưởng rất là cao, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Thì khi nhà đầu tư tham gia vào cái tích sản cổ phiếu ấy, ngoài việc là xem cái khẩu vị rủi ro của mình như thế nào thì cũng đã có hướng dẫn ở trong tích sản để có thể lựa chọn phân bổ tiền vào cái kênh gọi là cổ phiếu bao gồm cái nhóm nào, nhóm gọi là phòng vệ hay là nhóm tăng trưởng hay nhóm cân bằng. Thì tuy nhiên khi mà cổ phiếu có tăng giá cao quá chẳng hạn thì chúng ta có thể chốt lời trong cộng đồng tích sản, nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến cái câu chuyện xa hơn, đó là nếu mà lượng tiền đó lại nhảy vào một cổ phiếu khác cao thì cũng bằng nhau. Thế thành ra là khi chốt lời được chẳng hạn, chúng ta cần phải có nơi bảo vệ, thì lúc đó nhà đầu tư nên cân đối nâng cái tỷ trọng tiền gửi ngân hàng cao hơn, có thể là 40%, 50%, 60%. Kênh cổ phiếu thì lúc ý giảm xuống còn khoảng độ 60%, 50%, 40%. Đó thì tùy thuộc vào cái trường hợp là định giá lúc ý cổ phiếu
có cao có thấp hay không, thì cái việc này thì AZFIN cũng hỗ trợ nhà đầu tư. Và ngược lại, khi mà thị trường cổ phiếu sụt giảm rất mạnh chẳng hạn, thì chúng ta có thể lấy một phần tiền từ cái kênh gửi tiết kiệm hoặc là kênh tiền lãi cố định, chúng ta chuyển sang nâng tỷ trọng cổ phiếu lên. Thế do đó là về lâu dài thì chúng ta làm được điều đó sẽ có được cái mức sinh lời đâu đó khoảng từ 12 đến khoảng 28% trên một năm trung bình, rất hiệu quả cho chúng ta. Thì đấy là những cái mà AZFIN cũng đã cung cấp khá là đầy đủ ở trong cộng đồng tích sản để nhà đầu tư có thể tham gia và quan tâm những cái điều đó. Vâng, cái nội dung cuối mà anh Phục có chia sẻ thì đâu đó nó là một góc nhìn để giúp cho chúng ta là khi phân bổ được một lượng tiền nhất định vào tiền gửi ngân hàng ấy, thì anh chị nhà đầu tư là có thể có tiền để mua cổ phiếu khi mà thị trường nó giảm đấy ạ. Đó, thì đó cũng là một trong những kinh nghiệm mà đâu đó chúng ta gặp trong cái thời gian vừa qua. Đó, khi mà cổ phiếu thị trường giảm, nhiều cổ phiếu giá tốt quá. Đúng rồi. Mà tiền lại ở chỗ khác rồi. À, tiền lại ở trong cổ phiếu khác rồi, nên là lúc đấy lại không có tiền mặt để mà mua những cái cổ phiếu đang tốt. Đúng rồi, như anh Nam nói thì ví dụ như là năm cuối năm 2022 ấy, thì khi mà thị trường giảm sâu, nhiều cổ phiếu chúng tôi mua được, ví dụ như cổ phiếu QTP chẳng hạn, với giá có 11 AZFIN mua được mà trả cổ tức những 1.700 đến 2.200. Thì do đó là chúng ta có thể rút một cái phần ở trong gửi tiết kiệm chỉ được khoảng độ 5-6% ra. Chúng ta đầu tư vào cái cổ phiếu đó, cái cổ tức nó lên đến gọi là 10 năm, thậm chí cao hơn. Thế thì một thời gian sau, khi mà trong cộng đồng tích sản cổ phiếu QTP đến giá chốt lời là 87-18, thế thì chúng ta bán đi, thì chúng ta vừa được lãi rất lớn từ cái cổ phiếu đó, lại nhận được cái cổ tức trong cái thời gian đó. Thế thì khi bán được giá cao thì chúng ta làm gì? Chúng ta lại cầm cái lượng tiền đó, chúng ta đi để ở ngân hàng, để ở ngân hàng một phần, và đợi đến những cái cổ phiếu khác nó có sự hấp dẫn, chẳng hạn chúng ta lại chuyển dịch sang một phần. Thế là lúc nào chúng ta cũng cân bằng. Vâng, thưa anh Phục, phần tiếp theo thì có lẽ chúng ta sẽ nhắc đến một kênh đầu tư mang tính an toàn, phòng thủ, nhưng thời gian gần đây lại rất nóng ở trên các kênh truyền thông. Vâng, mà như anh đã nói là một kênh cực kỳ được các cụ nhà chúng ta yêu thích, đó là vàng. Đó, gần đây thì vàng miếng SJC 4 số 9 đã đạt cái mức có thể nói là cao nhất trong lịch sử, hơn 80 triệu đồng. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về kênh đầu tư vàng trong cái bức tranh chung về các cái kênh tài sản tại Việt Nam? Vâng, về cơ bản là kênh đầu tư vàng ấy thì có một cái ý nghĩa cũng đặc biệt quan trọng, có một cái vị thế riêng đối với người dân trên toàn thế giới, và đặc biệt là đối với người Việt Nam cũng như là những người châu Á. Thì trải qua rất là nhiều các cái cuộc chiến tranh hay là các cái cuộc khủng hoảng vân vân, thì cuối cùng cũng chỉ có vàng là cái tài sản có cái giá trị gọi là vượt thời gian và có giá trị ở bất kỳ một lúc nào. Tôi lấy ví dụ như này, giai đoạn năm 2001, giai đoạn 2002, thì khi Iraq xảy ra chiến tranh, bị Mỹ gọi là tiêu diệt, liên quan đến Taliban, rồi liên quan đến lật đổ Tổng thống Saddam. Đúng không? Thì cái câu chuyện khi mà có chiến tranh loạn lạc như thế xảy ra, thì cuối cùng tiền là giấy, lạm phát phi mã vân vân, tiền gần như cũng không mua được cái gì đáng kể cả. Thậm chí ở Iraq giai đoạn đó, người ta sẵn sàng cầm những cái tác phẩm nghệ thuật trước đó trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn đô la để đi đổi một vài cái bánh mì, mà còn rất khó đổi cơ. Thì lúc đó chỉ có vàng là có giá trị, gọi là bất chấp mọi thứ. Thì lúc đó chỉ cần xì ra một chút xíu vàng là họ có thể đổi được rất nhiều thứ. Đó, thế do đó là cái vàng có ý nghĩa rất quan trọng trong cái tài sản phòng vệ những cái trường hợp gọi là bất khả kháng, những trường hợp vô cùng là hiểm nghèo khó khăn. Bởi vậy cho nên là nhà đầu tư thì cũng nên chú ý một phần đến vàng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên bỏ quá nhiều tài sản của chúng ta vào kênh vàng. Bởi vì theo thống kê từ những năm 1900 đến nay, thì cái tỷ suất sinh lời của kênh vàng thì đâu đó cũng chỉ tương đương hoặc thậm chí còn thấp hơn so với gửi tiết kiệm. Còn cái giai đoạn vừa qua, giá vàng tăng rất là mạnh trong vài năm vừa qua, thì đó là những cái giai đoạn đột biến bất ngờ khi kinh tế thế giới rất khó khăn, thì tự nhiên giá vàng được đẩy lên rất cao. Chứ không phải là vàng là một cái kênh có thể tăng giá một cách trường kỳ như vậy. Thì tôi lấy ví dụ giai đoạn 2009-2010,
cái giai đoạn đó vàng đã có lúc tăng lên 48, 49 triệu đồng trên một lượng. Nhưng mà đến năm 2013, 14, 15 thì đó, đã có lúc giá vàng giảm còn có 36 triệu. Rồi sau đó mới có một cái mức tăng phi mã từ 36 lên đến bây giờ là khoảng gần 70 triệu đồng một lượng vàng 49. Còn cái vàng SJC thì nó lại có một cái đặc thù khác một chút. Đó là từ năm 2013, nhà nước đã không đặt hàng cái công ty SJC sản xuất cái vàng miếng đó nữa. Thế thì khi đó cái lượng cung ấy thì nó không tăng, trong khi cầu của người dân sở hữu vàng thì vẫn tăng. Thế từ đó mới đẩy cái giá vàng SJC nó chững lại cao hơn so với giá vàng 49 lên đến hàng hơn chục triệu đồng trên một lượng. Đó. Ngoài ra thì trong những cái giai đoạn 2014-15 có những cái giai đoạn giá vàng trong nước thấp hơn thế giới rất nhiều. Người ta đã nung chảy cái vàng SJC, vàng miếng đó ra thành gọi là vàng nguyên liệu để người ta xuất đi thế giới bán hưởng lợi chênh. Đó, từ đó mới khiến cái giá vàng SJC nó cao chênh lệch so với cái giá vàng 49 rất nhiều. Chứ nó không hẳn là SJC chất lượng hơn hay là có giá trị hơn so với vàng 49 đâu. Đó, chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Và từ đó có thể thấy rằng là nhà đầu tư nên quan tâm đến vàng, nhưng chỉ nên phân bổ một phần nhất định vừa phải vào kênh vàng thôi. Và theo tôi thì nên tập trung vào vàng 49 thay vì vàng SJC. Bởi vì nếu mà có sửa đổi các cái thông tư nghị định về việc xuất nhập khẩu vàng, hoặc là nhà nước lại cấp hạn mức gọi là sản xuất cái vàng miếng đó, thì có thể cái giá vàng đó sẽ giảm về cái mức tương đương so với giá vàng 49. Đó, và thông thường thì tôi cũng trao đổi cùng rất nhiều các cái anh chị, rất nhiều các cái nhà đầu tư, thì thường là nên phân bổ khoảng độ 5-10% cái quy mô tài sản của mình vào cái kênh vàng này thì sẽ rất hợp lý. Đó, rất hợp lý và mang lại cái sự an tâm rất lớn cho nhà đầu tư của chúng ta. Hôm nay thì chúng ta nói đến chủ đề là các cái kênh tài sản trong giai đoạn từ năm nay tới năm 30. Đó, thì góc nhìn của anh về cái kênh vàng trong khoảng thời gian này như thế nào? Vâng, thì giá vàng như đã trao đổi thì rất có giá trị vào những cái giai đoạn suy thoái, khủng hoảng hay chiến tranh. Thậm chí những cái giai đoạn đó vàng lại còn có giá hơn nữa cơ. Thế do đó là rất là hiệu quả vào những cái thời kỳ đó. Hay là cái giai đoạn kinh tế khó khăn thế giới từ năm 2022 đến 2023, đến nay là đầu 2024, thì giá vàng tăng rất mạnh. Nhưng mà xét theo trong lịch sử ấy, thì cứ khi nào kinh tế của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ, tốt, thì lúc đó người dân người ta lại bán vàng đi để lấy tiền để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó giá vàng lại rất chậm tăng hoặc thậm chí lại suy giảm khá mạnh cơ. Thế do đó là từ nay đến 2030, đầu tiên là dựa trên cơ sở giá vàng là tương đối cao, là thứ nhất. Thứ hai là về cơ bản kinh tế của Việt Nam hay kinh tế của Mỹ hay trên thế giới kỳ vọng rằng nếu có xảy ra khó khăn thì cũng chỉ trong năm 2023, 2024 hoặc 2025 thôi. Rồi sau đó cái xác suất rất cao là sẽ có thể phục hồi tốt và tăng trưởng ổn. Thì khi đó thì giá vàng sẽ có khả năng là chậm tăng trưởng hơn hoặc thậm chí là có thể suy giảm. Bởi vậy cho nên vào giai đoạn 2024-2030 thì chúng ta có thể là phân bổ vào vàng ít hơn, nhưng mà vẫn nên phân bổ một phần tài sản vào. Tôi lấy ví dụ là thông thường là chúng ta nên phân bổ 5-10% chẳng hạn, thì cái giai đoạn 2024-2030 thì chúng ta chỉ phân bổ 5% thôi, đúng không? Hoặc vào những cái giai đoạn mà giá vàng lại đi ngang giảm sâu, kinh tế chúng ta tốt, thì chúng ta cũng không nên dựa vào đó mà đẩy tất cả vào kinh doanh hay vào các cái kênh tài sản khác, mà chính lúc đó chúng ta lại dần dần chúng ta trích cái việc sinh lời cao hơn đó ra, chuyển dịch bớt vào vàng. Thế thành ra vào những cái giai đoạn mà kinh tế tăng trưởng một cách cực thịnh ấy, cao nhất, ví dụ có thể xảy ra vào 2027, 2028 chẳng hạn, thì lúc đó nhà đầu tư có thể tăng cường cái việc trích nhiều hơn để phân bổ vào kênh vàng. Ví dụ trích cao hơn là 7%, 8%, thậm chí khoảng 10% tài sản vào kênh đó. Thì từ đó chúng ta sẽ có một cái vừa an tâm lại vừa hiệu quả cao hơn. Ở trong phần mà anh Phục chia sẻ thì có nhắc đến một cái đoạn đó, xét ở phần các cái số liệu thống kê lịch sử. Đó. Thì có lẽ là các quý vị anh chị nhà đầu tư mọi người có thể coi lại cái phần mà giá vàng ở Việt Nam có một số những cái so sánh liên quan đến cái hiệu quả đầu tư của kênh vàng từ khi mà thị trường chứng khoán của chúng ta mà thành lập ấy. Đó. Thì hôm rồi Nam cũng có ngồi tìm hiểu lại một chút thì thấy một thông tin nó mang tính cá nhân khá thú vị thì chia sẻ lại với anh Phục cũng như là anh chị tham khảo. Đó là giá vàng khi mà năm 2010, khi đấy Nam còn học sinh viên năm nhất.
cho tới khi mà năm 2018 là lấy vợ, là bằng nhau đi ngay. Đều ở mức khoảng 36-37 triệu. Đó. Thì đây là một cái thông tin nó cũng vui thôi, nhưng để chúng ta tham khảo. Đó. Chúng ta cần phải hết sức là lý trí và làm việc dựa trên những con số. Đó. Thì anh Phục cũng đã đưa ra cho chúng ta một cái góc nhìn tương đối là rõ ràng về cái kênh vàng, cũng như là thậm chí là cả cái tỷ lệ phân bổ cho giai đoạn từ năm nay cho tới năm 30. Đó. Thì cũng liên quan đến vàng, nhưng mà ở một góc nhìn khác. Gần đây thì em có nghiên cứu thì ở Trung Quốc họ có một cái xu hướng là với các bạn trẻ, đó, các bạn sinh thậm chí là sinh viên hoặc mới đi làm, thì họ có một cái sản phẩm đó là vàng mini, đó, thậm chí nó còn không tới một chỉ cơ. Đó. Thì gần đây thì một cái doanh nghiệp mà chúng ta cũng rất là thích đó là P&G cũng bắt đầu là có cái sản phẩm như thế, đó, để phục vụ cho các cái bạn trẻ có tiền tiết kiệm hàng tháng, đó, một số tiền nhỏ thôi cũng có thể mua được, đó, chứ không phải là chỉ là mua cả một lượng vàng hay là một cái lượng vàng rất là lớn. Đó, thì anh Phục đánh giá như thế nào về cái sản phẩm mới, cái câu chuyện này trên thị trường vàng? Vâng, rõ ràng là khi có những cái sản phẩm mới này thì sẽ giúp người dân tiếp cận với cái kênh vàng được tốt hơn, nhiều hơn. Ví dụ như các bạn sinh viên đi làm thêm chẳng hạn, có khi là các bạn chỉ được 45 triệu một tháng, rồi sau khi trừ cái chi tiêu ra cộng cái tiền gia đình cho thì có khi chỉ dư được khoảng 1 triệu đồng. Thì một chỉ vàng bây giờ đã 7-8 triệu rồi thì rất là khó mua, đúng không? Hay là nhỏ nhất ngày trước ấy, thì Phục cũng hay tích vàng đó là đến mua nửa chỉ. Thì nửa chỉ thì bây giờ thì cũng là 3,5 triệu đến 4 triệu đúng không ạ? Thế do đó là sẽ rất khó cho các bạn có thể tiếp cận. Thì với cái việc là tạo ra các cái sản phẩm vàng với cái lượng tiền nhỏ cũng có thể tham gia được thì sẽ rất là quan trọng và rất là hữu ích đối với các nhà đầu tư nói chung. Bên cạnh đó thì các cái công ty mà tạo ra các cái sản phẩm đó thì họ cũng có thể gọi là thu được nhiều khách hàng hơn, nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn. Đó thì từ đó cũng rất là tốt chung cho toàn xã hội của chúng ta. Và tôi cũng rất là khuyến khích các cái bạn trẻ ở Việt Nam chúng ta. Thì các bạn còn tích lũy được ít, 50.000 thôi cũng tích, 100.000 một tháng thôi cũng tích. Thì các cụ chúng ta có câu là tích tiểu thành đại mà. Thì kênh vàng cũng có thể là một cái kênh mà các bạn có thể quan tâm ở cái giai đoạn còn là sinh viên, thì chúng ta không cần phải phân bổ vào các cái kênh khác, bởi vì ví dụ bất động sản chúng ta không đủ năng lực phân bổ, đúng không? Vậy thì có thể bỏ tất vào vàng cũng được, không sao. Khi chúng ta có một lượng vừa đủ tương đối chẳng hạn, thì chúng ta có thể chuyển dịch vàng dần sang các kênh khác, đúng không? Và lúc đó mới phân bổ tài sản một cách đa dạng hơn. Nên là khi mà thấy cái thông tin về cái sản phẩm này là em thấy rất là thú vị và giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ mọi người có cái, nếu mà chứng khoán chúng ta không biết lắm này, bất động sản như anh nói rồi không phải cần một cái lượng tài sản nhất định thì mới có thể mua được, thì cái kênh vàng nó vừa là cái nơi mà chúng ta có thể gửi tiết kiệm và nó cũng là một cái hình thức mà mọi người có thể là đâu đó nó sẽ không chỉ đơn giản là gửi tiền ở ngân hàng, chúng ta đi đến chúng ta mua một cái món đồ nó cũng thú vị. Thì đó thì là một cái cách làm rất là sáng tạo của P&G cũng như là các cái doanh nghiệp mà ở Trung Quốc họ đã và đang cực kỳ thành công với cái mô hình này. Vâng, ở cái phần tiếp theo thì đâu đó chúng ta đã nói đến các cái kênh mà ở kênh vàng là một kênh mà có tính phòng thủ rất cao. Vâng, tương tự với đô la Mỹ ở thời điểm này khi mà có thể nói là trong cái giai đoạn vừa rồi đồng đô la Mỹ rất là hot, phần lớn các cái đồng tiền nội tệ của các nước khác bị mất giá. Đúng rồi. Đó. Thì anh nhìn nhận như thế nào về cái tương lai của đồng đô la và cái bức tranh của các kênh tài sản mà liên quan đến đô la Mỹ tại Việt Nam? Thực ra là nếu như trước năm 2013 thì rõ ràng kênh dự trữ đô là một kênh rất hiệu quả, vừa mang tính chất bảo vệ cái giá trị đồng tiền một cách tương đối tốt, thứ hai lại vừa có thể gửi ngân hàng với mức sinh lời cũng khá cao. Thì Phục còn nhớ là năm 2012-13 đổ về trước ấy, gửi đô lãi vẫn được khoảng 4-5% một năm, thậm chí 6% một năm. Mà trong khi nó lại bảo vệ được cái sự mất giá giữa Việt Nam đồng và đô la, mỗi năm mất khoảng độ 2-3%, thậm chí có năm mất 10%, hơn 10%. Thì do đó kênh giữ đô và gửi đô là một kênh rất quan trọng ở giai đoạn đó. Tuy nhiên ở những cái giai đoạn khó khăn như vậy, ngân hàng nhà nước nói riêng và chính phủ của chúng ta cũng đã phải đưa ra những cái chính sách để nhằm hạn chế cái việc đô la hóa nền kinh tế, từ đó mất kiểm soát nền kinh tế, giống như Lào, như Campuchia chẳng hạn. Đó, thì cái việc
để cho đồng đô la như thế thì tốt cho người dân, nhưng ngược lại đối với nền kinh tế chung của chúng ta lại bị ảnh hưởng xấu, và về lâu về dài thì người dân chính là những người bị thiệt hại đó. Bởi vì ví dụ như là người ta cứ chăm chăm vào ở dự trữ đồng đô thì người ta không bung tiền vào việc sản xuất kinh doanh vân vân chẳng hạn, và Việt Nam đồng thì ngày mất càng mất giá, đúng không? Kinh tế của chúng ta ngày càng không được mở rộng, thì do đó sẽ rất thiệt hại. Tuy nhiên có một cái chính sách của Ngân hàng Nhà nước đưa ra rất hay từ năm 2013, đó là gửi đô la và với lãi suất 0%, toàn bộ hệ thống gửi đô la lãi suất 0%. Rồi tiếp theo là thúc đẩy việc tăng trưởng và phát triển kinh tế cũng như thu hút FDI vào Việt Nam nhiều hơn, để từ đó tạo ra cái việc xuất khẩu ròng, tức là xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, thặng dư ra đô la rất lớn để tăng dự trữ ngoại hối, làm ổn định đồng Việt Nam đồng. Tức là Việt Nam đồng từ năm 2013 đến nay so với đô la Mỹ thì mỗi năm chỉ mất giá khoảng hơn 1% thôi, mà trong khi gửi Việt Nam đồng này được khoảng độ trung bình khoảng độ hơn 7% một năm, mà trong khi gửi đô thì bằng 0%. Thế do đó từ đó huy động được một cái nguồn lực rất lớn đô la từ trong dân chuyển ra để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, và khiến cho kinh tế Việt Nam của chúng ta cũng có những cái thời kỳ cất cánh rất là mạnh mẽ và đạt được cái mức gọi là tương đối tốt như hiện nay. Thế do đó là hiện nay ấy, thì cái kênh đô la ấy, thì về cơ bản vẫn là một cái kênh bảo vệ cái sức mua so với Việt Nam đồng tương đối tốt, nhưng không còn được gửi ngân hàng với lãi suất nữa, tức là không đồng. Ngoài ra thì đô la hiện nay thì cũng đang bị lung lay, bởi vì Fed cũng như chính phủ Mỹ thì Fed đã in tiền đô la khá nhiều, và lạm phát ở Mỹ cái năm 2023 thậm chí còn lên đến 5-6%, có giai đoạn lên đến 10%. Thì do đó đấy cũng không phải là một cái kênh đầu tư tốt hiện nay cho nhà đầu tư chúng ta, mà Phục cho rằng là chính cái kênh vàng có thể thay thế luôn cái kênh đô la đó, và cái hiệu quả cao hơn và tính chất bảo vệ nó còn mạnh hơn cơ. Thế do đó là cái kênh đô la lúc này đến 2030 và dài hơn có thể là chúng ta nên loại bỏ luôn ra khỏi cái danh mục tài sản của mình được đó. Và như đã nói là kênh vàng có thể thay thế phần nào đó cho đô la được rồi. Gần đây thì em có tìm hiểu một cái thông tin, cũng đầu tiên thì cảm thấy khá là lạ, nhưng sau mình tìm hiểu kỹ hơn thì thấy buồn. Đó là ở Lào, như anh có nhắc đến cái khái niệm đô la hóa nền kinh tế, thì thậm chí ở Lào nó không chỉ bị đô la hóa, nó còn bị nhân dân tệ hóa cơ. Người Lào khi mà ở trong ví của họ ấy, thì có 3 loại tiền tệ. Đầu tiên là kíp, là tiền nội tệ. Đúng rồi. Xong rồi còn có cả đô la Mỹ và nhân dân tệ nữa. Đúng rồi. Đó. Thì nó cũng đến từ rất nhiều những cái sai lầm trong cái điều tiết vĩ mô. Và bây giờ thì nền kinh tế là của Lào như những năm vừa rồi thì có lẽ là chúng ta đều biết lạm phát thì cao, thì ở nhiều nước cao. Đó. Nhưng mà ở đây thì đặc biệt là những cái đồng tiền ngoại tệ còn đang thao túng nền kinh tế. Thì anh cũng có chia sẻ một nội dung, đó là từ năm 30 đến năm 30 thì có lẽ là chúng ta không cần quan tâm đến đồng đô la Mỹ nữa trong danh mục đầu tư của chúng ta. Đó. Và nếu như là chúng ta muốn có một cái tài sản phòng vệ thì hãy nghĩ nhiều hơn đến vàng, thậm chí là vàng mini như trong cái phần chia sẻ trước của Nam. Vâng. Và anh Phúc ạ, ở trong cái giai đoạn mà năm 2022 đến năm 2023, đặc biệt là những cái diễn biến vào cuối năm 2022 với những cái vụ đại án, đó, thì nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến những cái câu chuyện về trái phiếu đó, và hệ lụy của nó thì vẫn còn kéo dài tới hiện tại đó. Thì anh đánh giá như thế nào về cái kênh mà trái phiếu doanh nghiệp, cái nơi mà có lẽ thời gian vừa rồi cũng có khá nhiều nhà đầu tư thậm chí mua trái phiếu nhưng mà lại đứng ở trước cái nguy cơ bị mất trắng, vậy thì trong cái giai đoạn tới chúng ta nên nhìn nhận cái kênh đầu tư trái phiếu này như thế nào? Vâng, nếu mà chúng ta nhìn trong một cái giai đoạn ngắn vừa qua thì chúng ta có thể tạm kết luận đó là kênh trái phiếu là sớm nở chóng tàn. Chỉ trong năm 2021-22 thì cái kênh trái phiếu đó doanh nghiệp ấy tăng trưởng đâu đó vài chục, thậm chí cả gần 100% một năm. Thì trước đây, trước năm 2018-17 thì về cơ bản kênh trái phiếu doanh nghiệp gần như không có gì. Nhưng đến cuối 2022 đến đầu 2023, cuối 2022 thì về cơ bản kênh đó đã gọi là có số dư lên đến khoảng độ 1,5 triệu tỷ đồng, tức là một cái mức cũng gọi là tương đương với khoảng 15% so với kênh tín dụng ở thời gian đó. Chúng ta thấy có một hiện tượng là khi mà ra các ngân hàng, đúng không ạ? Đúng rồi. Các bạn giao dịch viên các ngân hàng cứ giới thiệu là mua trái phiếu, một số ngân hàng đặc biệt là rất giỏi bán trái phiếu. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái câu chuyện ở đây là cái kênh trái phiếu giai đoạn đó thì phát triển một cách gọi là bừa phứa, bừa bãi.
phát hành rất là dễ dàng. Doanh nghiệp gần như không có gì cũng cứ phát hành trái phiếu. Ví dụ như là vốn của công ty có 1 tỷ, họ có thể phát hành trái phiếu 100 tỷ, 1000 tỷ. Vậy thì họ chỉ khó khăn thì lấy đâu tiền trả nhà đầu tư. Đó, thì chính vì cái việc gọi là phát triển một cách gọi là không có hệ thống, không bài bản và các cái quy định pháp luật còn tương đối lỏng đã xảy ra cái hệ lụy đó. Tuy nhiên, từ sau năm 2022 thì chính phủ rồi là Bộ Tài chính ở Ngân hàng Nhà nước rồi rất nhiều các cái cơ quan pháp lý thì họ đã phải nhìn nhận lại và đưa ra những cái quy định mang tính chất chặt chẽ hơn rất nhiều trong cái việc phát hành trái phiếu như vậy, cũng như trong cái việc là thanh toán trái phiếu vân vân. Để từ đó cho thấy là hiện nay về cơ bản kênh trái phiếu đã có một cái khung pháp lý tương đối đầy đủ để phát triển rồi. Và cá nhân Phục đánh giá rằng cái kênh trái phiếu từ nay trở đi thì sẽ có một cái sự phát triển bền vững hơn rất nhiều so với trong quá khứ. Và chính vì những cái giai đoạn mà nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ mà lại có rất nhiều các trái phiếu tốt thì lợi suất trái phiếu rất cao. Cụ thể cuối năm 2022 đến 2023 ấy, thì Phục cũng tư vấn cho một số anh chị tham gia vào các cái deal trái phiếu. Ví dụ như là trái phiếu của công ty Nam Long chẳng hạn, là một công ty bất động sản phải nói phát triển rất bài bản, chuẩn chỉ, đầy đủ. Có lãi suất lên đến từ 30 đến 36%. Đó, nhờ cái việc bán tháo đó. Hay là trái phiếu của Masan tương đối tốt, lãi suất hơn 3%. Thì sau đó chỉ một thời gian ngắn khi ổn định trở lại thì lãi suất hạ xuống còn khoảng độ 13-12%. Thì từ đó giá trái phiếu tăng 3-40% một cách không ngờ. Nhưng mà đó chỉ là câu chuyện ngắn hạn. Còn cái câu chuyện dài hạn hơn đến 2030 thì thị trường trái phiếu như nào? Thì AZFIN đánh giá là cái kênh trái phiếu đã và đang hồi phục dần trở lại. Và đặc biệt hiện nay này phải những cái doanh nghiệp tốt, những doanh nghiệp bài bản mới có thể phát hành được trái phiếu. Và nhà đầu tư chỉ cần trang bị cho mình thêm một chút kiến thức về đánh giá trái phiếu thôi, là chúng ta đã có một cái kênh đầu tư có cái mức sinh lời cao gấp rưỡi, thậm chí gấp 2 lần so với gửi ngân hàng. Mà rõ ràng cái mức độ an toàn thì nó chỉ kém hơn một chút so với gửi ngân hàng thôi. Và đặc biệt trong cái bức tranh tài sản của chúng ta thì để giảm thiểu rủi ro đó là bài toán phân bổ, chứ chúng ta không bỏ tất cả vào trái phiếu hay một kênh nào đó. Thì do đó là AZFIN đánh giá thì trái phiếu cũng rất xứng đáng là một cái kênh thay thế tiền gửi ngân hàng trong cái việc sinh lời nhé, chứ còn không thể thay thế trong cái việc gọi là dự phòng chi tiêu khẩn cấp được. Đó, anh làm nhé. Thế do đó là nhà đầu tư có thể thay thế một phần, tức là có thể phân bổ đâu đó khoảng 10% hoặc thậm chí 15% vào cái kênh trái phiếu này, hưởng lãi. Ví dụ ở thời điểm hiện tại, lãi có thể là từ 9 đến 11% với các trái phiếu rất an toàn. Như vậy cao hơn gấp 2 lần so với gửi ngân hàng chỉ khoảng 5% thôi. Mà cái độ an toàn của các cái doanh nghiệp hàng đầu như thế thì AZFIN đánh giá nó cũng không kém gửi ngân hàng quá nhiều đâu. Đó, thì đấy là một cái lựa chọn cũng rất tốt cho nhà đầu tư đến 2030 mà không thể bỏ qua. Được. Tức là ở trong cái ý đấy của mình thì mình có thể tóm lại là cái việc mà ở trong thời gian tới chúng ta tập trung vào các cái trái phiếu mà có bảo lãnh phát hành rõ ràng và có tài sản đảm bảo, đúng không ạ? Đúng rồi, những cái trái phiếu tốt của những cái doanh nghiệp được đánh giá rất cao đấy. Thế còn về cái mức lợi suất thì Nam vẫn hay được đi theo một cái suy nghĩ, đó là cái mức lợi suất của trái phiếu đâu đó quanh khoảng 1,5% so với lợi suất gửi ngân hàng. Cao hơn 1,5, đúng không ạ? Hoặc là cao hơn một chút đấy. Còn với những cái trái phiếu trong bối cảnh hiện tại mà những trái phiếu mà có lợi suất đâu đó khoảng độ, anh nghĩ như thế nào về những cái trái phiếu mà có lợi suất khoảng 20%? Thì liệu cái rủi ro nó có tiềm ẩn không? Thực sự như này, hiện nay thì về cơ bản người ta vẫn còn lo sợ trái phiếu. Thế do đó là các cái trái phiếu tốt vẫn có lợi suất gọi là gấp đôi gửi ngân hàng. Nhưng mà các cái trái phiếu nào mà có lợi suất lên đến gấp 3 gửi ngân hàng này chúng ta nên tránh. Bởi vì cái xác suất rủi ro của nó rất cao. Đó, thì trong giới tài chính có một cái câu đó là rủi ro cao lợi nhuận cao. Thì nếu mà những cái lợi suất mà nó lên đến 15% thì thực sự nó là phi lý. Bởi vì như này, để mà được 15% đến người mua trái phiếu thì công ty cũng phải trả 3-4% cho cái đối tác phát hành, trung gian bảo lãnh phát hành, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cái việc cầm vốn về đó về, họ không thể sử dụng ngay lập tức một cục luôn vào hiệu quả được, mà họ cần phải mất cái chi phí thời gian ABC. Thế thì thành ra là tính cái lợi suất, nếu mà nhà đầu tư nhận được 15% thì rõ ràng công ty phải trả cái chi phí lên đến ngoài 20%.
Thì ở đây là nếu mà trả được chi phí ngoài 20% thì đó là những cái doanh nghiệp gọi là top đầu Việt Nam rồi. Họ mới có thể làm được cái mức sinh lời đủ mức trả như vậy. Thế do đó là như anh Nam chia sẻ, nếu mà cái lợi suất trái phiếu cao quá chúng ta phải tránh và loại bỏ đi. Loại bỏ luôn đi, không phải ngẫu nhiên là như thế. Còn tất nhiên là trừ cái trường hợp như cuối năm 2022, tức là cả thị trường tài chính hoảng loạn thì lúc ý người ta bán tông bán tháo, thì lúc đó thì mới có cái cơ hội sinh lời cao nhưng vẫn mà tương đối chắc chắn và ổn định. Còn ở cái thời điểm bình thường, lợi suất cứ gấp 3 lần so với gửi ngân hàng là nhà đầu tư phải tránh xa. Đó thì đấy là cái lời khuyên của AZFIN dành cho các quý vị nhà đầu tư mà quan tâm đến các trái phiếu. Gần đây thì chúng ta đang chứng kiến một câu chuyện mà có lẽ ở trong giới công nghệ mọi người nhắc đến rất nhiều, về công nghệ và đặc biệt công nghệ tài chính, mà nó với Bitcoin và cái việc mà nó đang phá cái đỉnh lịch sử. Thì đây là một kênh đầu tư mà với ở trên thế giới và ở Việt Nam thì cái giới công nghệ cũng như là các bạn trẻ có cái sự nhanh nhạy trên thị trường thì rất quan tâm. Đó. Thì cùng với cái việc mà ở Mỹ, Ủy ban chứng khoán cũng đã phê duyệt cái Bitcoin ETF. Đó. Thì ở góc nhìn của một chuyên gia đầu tư thì anh Phụng nhìn nhận câu chuyện này như thế nào? Và trong giai đoạn tới thì câu chuyện về Bitcoin hay là về các kênh đầu tư thì liệu nó có thể là một cái kênh đầu tư mà chúng ta nên cân nhắc không? Vâng, rõ ràng rằng là các cái kênh crypto nói chung, Bitcoin hay Ethereum nói riêng thì là những cái kênh tài sản rất là mới, lạ đối với nhiều người. Tuy nhiên đối với các bạn trẻ thậm chí nó không lạ, thậm chí rất quen, đúng không? Thì những cái tài sản này về cơ bản là nó rất khó phân tích đánh giá, bởi vì chúng ta không sờ được, không nắm được, không cầm được. Và trong quá khứ thì nó lại biến động giá rất khủng khiếp, nó như đánh bạc, đúng không? Thậm chí là có những giai đoạn có ngày nó tăng cả 100%, thậm chí tăng hơn, đúng không? Thì rõ ràng rằng là nhìn ở một góc độ nào đó, nếu góc độ thận trọng nhìn góc độ nào đó thì đây là những cái gọi là cuộc chơi rất là rủi ro. Tuy nhiên ở một cái góc độ khác, chúng ta phóng tầm nhìn ra tương lai, chúng ta có thể thấy rằng là với một cái nền kinh tế đang chuyển dịch dần từ kinh tế vật chất sang các cái kinh tế tri thức, rồi sâu xa hơn là kinh tế công nghệ, rồi vân vân, rồi là AI, rồi vất rất rất nhiều thứ, thì rõ ràng đây là những cái kênh tài sản của tương lai và chúng ta không thể bỏ qua. Nó cũng giống như kênh cổ phiếu cách đây 100-200 năm đó. Thì do đó rằng là đối với những người bảo thủ thì chúng ta có thể bỏ qua cũng được, nhưng đối với những người cấp tiến và những người mà tin tưởng vào những cái tương lai về kỹ thuật số, về vân vân ấy, thì tôi cho rằng là cũng nên quan tâm một chút đến các cái kênh tài sản này. Nhưng mà chúng ta chỉ nên quan tâm tham gia đầu tư những cái tài sản này dưới góc độ là ném đá dò đường, đi từng bước mà thôi, chứ không nên mạo hiểm bỏ tất cả tài sản hay là phân bổ một tỷ trọng nhiều vào các cái tài sản này. Và bao giờ chúng ta thực sự hiểu, thực sự yêu, thực sự an tâm thì chúng ta mới nên phân bổ nhiều hơn một chút cho kênh Bitcoin. Thế do đó là đối với những người mà mong muốn tham gia thì tôi cho rằng là chỉ nên phân bổ khoảng độ dưới 5% tài sản của chúng ta vào các cái kênh tiền số này thôi. Và chúng ta cần phải có thời gian học hỏi, nghiên cứu thêm, hiểu vững thêm thì mới nên phân bổ nhiều hơn. Nhưng cũng đừng nên phân bổ quá nhiều, bởi vì nó vẫn là một cái gì đó trong cái màn gọi là màn khói mờ mà chúng ta chưa thể hiểu rõ, nắm bắt được nhiều hơn. Đó thì đấy là chúng ta có thể xây dựng một cái kênh tài sản vừa bền vững nhưng lại vừa có những cái yếu tố có thể đột biến như là crypto. Thì ở phần trước khi mà chúng ta thực hiện video thì Nam với Phụ cũng có chia sẻ đó, thì đâu đó như hiện tại thì nó cũng có một số những cái chỉ báo mà thị trường nó trở nên ổn định hơn, bao gồm quy mô cũng lớn hơn đó, các nhà đầu tư tổ chức họ cũng quan tâm hơn và có các cái hành lang pháp lý của Ủy ban chứng khoán, một số những cái ràng buộc đó. Thì tuy nhiên thì cá nhân Nam hoàn toàn chia sẻ với góc nhìn của anh Phụ, đây vẫn là một kênh có lẽ chúng ta nên tiếp cận ở góc độ là một cái thứ gì đó nó cực kỳ là thời thượng, và ở trong câu chuyện đó chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ, trang bị thêm cho mình những kiến thức. Còn nếu mà ở đây góc nhìn về việc là đầu tư nhanh đánh quả thì có lẽ nó sẽ là một cái nơi mà rất nguy hiểm. Gần đây Nam có tìm hiểu thì thấy là ở Việt Nam giai đoạn vừa rồi cũng một báo điện tử có thực hiện một cái chuỗi nghiên cứu phóng sự thì rất nhiều nhà đầu tư, các bạn còn khá trẻ, chỉ 20 tuổi thôi, trong cái bối cảnh mà thị trường giá Bitcoin mà phá đỉnh, như các bạn cháy tài khoản rất nhiều.
nó không đơn giản là trong cái câu chuyện mà chúng ta nhìn ở đây, mà giống như cái ở trong cái video lần trước chúng ta nói về tính rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Các bạn có một cái tâm thế tiếp cận không đúng. Và nhân đây thì cũng chia sẻ thêm đối với các bạn mà trẻ chẳng hạn, và thậm chí kể cả các anh chị có tuổi, đó là những gì chúng ta nhìn thấy ở trên truyền thông, trên mạng xã hội, nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Chúng ta thường hay thấy những cái tấm gương bỏ học mà thành tỷ phú giàu nhất thế giới chẳng hạn, ví dụ như tỷ phú Bill Gates hay là tỷ phú Mark Zuckerberg hay rất nhiều các cái tấm gương khác, hay là những cái tấm gương các bạn bán hàng online mới có hai mấy tuổi mà các bạn có cả triệu đô, vân vân. Thì thực ra đấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những cái thứ ẩn, những cái thứ mà đau khổ thì người ta chưa nhìn thấy đâu. Thế do đó chúng ta cũng nên tránh cái việc FOMO về những cái câu chuyện đó. Phần đó là phần ít, rất ít thôi. Và việc chúng ta cần quan tâm đó là chúng ta phải tìm hiểu kỹ, tìm hiểu rõ, và cũng gọi là tương đối thận trọng một chút, thì từ đó chúng ta mới có được một cái cuộc sống nó gọi là vui vẻ, một cuộc sống thoải mái, và cũng như là tiến lên từng bước một cách vững chắc. Và ngay cả cái việc nếu chúng ta đánh quả, chẳng may chúng ta có được đi chăng nữa, thì nó cũng giống như là trúng số trúng đề, thì chúng ta cũng lại tiêu tán hết cái tài sản đó mà thôi, chứ nó không ở lại với chúng ta. Đúng rồi, năng lực không phát triển cùng với tài sản thì nó sẽ không thể ở với chúng ta lâu dài. Như cá nhân em thì em nhìn nhận đây với crypto hay Bitcoin riêng thì là một trong những cái biểu hiện của một làn sóng về công nghệ. Đó, thì nó cũng có thể là các cái tài sản số, vàng kỹ thuật số chẳng hạn của tương lai. Đúng rồi. Đó, thì và với một cái tỷ lệ phân bổ như anh nói, quản trị rủi ro đi đầu tiên khoảng độ dưới 5% ở đâu đó, thì nó sẽ nên là một cái mức mà chúng ta cân nhắc, nó vừa an toàn, và nếu nó siêu hiệu quả như là truyền thông vẫn nhắc đến thì chúng ta chỉ cần tỷ lệ đấy thôi. Đúng rồi, nó cũng đủ. Vâng, chúng ta đã đi một vòng rồi với các cái kênh đầu tư tài sản khác nhau, và để quay lại với cái kênh đầu tư mà có lẽ là quen thuộc nhất là ETF, đó là chứng khoán, cổ phiếu, thì thời gian gần đây có một cái chỉ báo không chỉ với riêng ETF đó, mà chúng ta thấy có một cái câu chuyện, đó là với nhiều các anh chị nhà đầu tư có tài sản lớn rồi hoặc là thu nhập cao, tìm đến kênh chứng khoán như một cách mà với như với nhiều anh chị có chia sẻ với ETF, đó là mọi người mong muốn là lựa chọn cái kênh này để phân bổ bớt cái tài sản từ bất động sản sang đó. Thì ở trong cái câu chuyện này thì anh Phục đánh giá là cái tính hợp lý cũng như là triển vọng của nó như thế nào? Vâng, về cơ bản là bất động sản thì là một kênh truyền thống rồi. Thì từ trước đến nay thì đa phần những anh chị chủ doanh nghiệp hoặc những doanh nhân, rồi là những người mà có điều kiện, thì họ chủ yếu dồn tài sản vào bất động sản. Và thực tế thì qua tư vấn cho khoảng độ hơn 100 các anh chị mà có quy mô tài sản trên 1 triệu đô ấy, tại ETFIN thì đã nhận thấy rằng là đa phần các anh chị nắm giữ bất động sản từ khoảng độ 40 thậm chí đến 95% tài sản của mình. Những anh chị mà nắm 40% bất động sản thôi ấy, thì phần tài sản còn lại của anh chị chính là các doanh nghiệp của anh chị, chứ không phải phân bổ vào các kênh tài sản khác đâu. Thế nếu tính thuần về các cái tài sản loại trừ cái yếu tố doanh nghiệp ấy, thì người ta thường phân bổ khoảng 70-95% tài sản của mình vào bất động sản. Và rõ ràng cái kênh bất động sản trong 20 năm qua đã mang lại cái lợi nhuận rất cao cho các anh chị. Và nhiều anh chị đa phần đó là giàu lên, tăng trưởng tài sản rất lớn là nhờ cái bất động sản. Tuy nhiên đến hiện nay thì sau khi quy mô tài sản các anh chị lớn lên ấy, thì người ta mới nhìn lại, à nếu mà mình bỏ tất vào bất động sản thì liệu nó có rủi ro không, là thứ nhất. Thứ hai là cái kỳ vọng sinh lời của bất động sản bây giờ thì cũng đã chậm lại rồi, đúng không? Chứ không còn cao như ngày trước. Thứ ba ấy, là cất kênh bất động sản đó thì có thể vẫn mang lại dòng tiền, nhưng mà cái dòng tiền trên giá trị các bất động sản nó quá thấp, thì đâu đó chỉ 1-2% thôi. Còn nếu mà có chung cư cho thuê có thể được khoảng độ 5%, nhưng mà sau khi trừ đi khấu hao sửa chữa này kia sau mỗi lần cho thuê thì về cơ bản chỉ còn rất thấp, cũng chỉ 2-3% thôi. Thế từ đó thì mới nảy sinh ra một cái vấn đề, các anh chị muốn đa dạng hóa thêm để giảm bớt rủi ro, cũng như đa dạng hóa thêm để có thêm dòng tiền, rồi có thêm sự tăng trưởng trong cái tài sản của mình nữa, để đi một cách bền vững hơn. Thì hiện nay kinh tế của chúng ta đang phát triển khá là tốt, thì dĩ nhiên đóng góp nhiều nhất
trong cái thời buổi kinh tế thị trường này, đó chính là các doanh nghiệp. Thế do đó xuất hiện rất nhiều các cái doanh nghiệp mà có cái tiềm năng tăng trưởng và phát triển rất cao, mang lại cái lợi ích rất lớn cho các nhà đầu tư. Do đó các cái anh chị mà có quy mô tài sản lớn ý, thì họ cũng đang rất quan tâm và không thể bỏ qua cái kênh này. Bên cạnh đó thì có nhiều các cái cô chú đã về hưu rồi, thì năm nay 60, 65, 70 ý, thì các cô chú thấy rằng như này, nếu mà về hưu mà chỉ an nhàn vui chơi ý, thì đầu óc thì sẽ bị, có thể có, là bị gọi là chậm lại, rồi bị đuối đi. Trong khi là các cái tấm gương trên thế giới, ví dụ như là cụ Charlie Munger vừa mới mất hơn 99 tuổi thì vẫn làm việc rất minh mẫn đến lúc 99 tuổi. Hay là cụ Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại nổi tiếng nhất thế giới, thì năm nay cũng đã 94 tuổi rồi, rất minh mẫn. Đó, hay là các cái học trò của ngài Benjamin Graham, còn có ngài Scholot thì đã mất rồi, nhưng mà lúc ông mất là đến gần 110 tuổi và ông vẫn làm việc một cách rất là thành công, rất là hiệu quả, đầu óc minh mẫn. Thế do đó là nhiều cô chú cũng tìm đến cái kênh đầu tư cổ phiếu, vừa để phân bổ tài sản có sinh lời tốt, nhưng lại vừa để luyện trí lão, tức là vẫn vừa đi chơi vừa đầu tư mà lại vừa sinh lời hiệu quả. Thế do đó là kênh đầu tư cổ phiếu rất được quan tâm như thế. Còn xét trên cái góc độ nền kinh tế tăng trưởng cũng như các cái doanh nghiệp tăng trưởng thì thấy rằng trong quá khứ thì 24 năm qua thị trường chứng khoán tăng trung bình khoảng 12% trên một năm. Nếu tính cả cổ tức thì nó tương đương với khoảng độ 13,6%, tức là mức cao sinh lời chỉ kém bất động sản ở Việt Nam mà thôi. Đúng không? Rồi chúng ta có thể thấy rất nhiều các doanh nghiệp mang lại rất nhiều triệu phú, ví dụ như FPT. Từ FPT có thể tạo ra đâu đó hàng nghìn triệu phú đô la. Rồi là các cái tập đoàn như là P&G, như là Vinamilk, hay là như là Masan, hay là như là ACB, MB chẳng hạn, thì mang lại cái nguồn sinh lời cũng như thu nhập rất cao cho những nhà đầu tư. Thế do đó rằng là AZFIN đánh giá rằng đến năm 2030 thì chứng khoán có thể là một trong những cái kênh mà sinh lời cao nhất, bền vững nhất, mạnh nhất, và không những sinh lời mà còn tạo ra dòng tiền tốt cho các nhà đầu tư xứng đáng để phân bổ một phần tài sản của mình vào đó. Tức là cái việc mà phân bổ bớt từ bất động sản sang chứng khoán là rất khả thi và cái tính hiệu quả rất cao. Đúng rồi, hiệu quả cao, đáp ứng được các cái mục tiêu yêu cầu rất tốt. Thì vừa rồi thì chia sẻ với Nam là cũng có rất là nhiều các anh chị đến với AZFIN Việt Nam. AZFIN Việt Nam tư vấn cái quản lý gia sản cho các anh chị, trong đó thì có xây dựng các danh mục đầu tư về cổ phiếu, thì thậm chí xây dựng được những cái danh mục mà trả cổ tức 5-9% một năm, tức là cao hơn so với gửi lãi ngân hàng 1,1-1,8 lần. Nhưng mà cái danh mục ấy vẫn có tiềm năng tăng trưởng giá trong dài hạn khoảng độ 10-15% một năm nữa. Thế do đó là cái tổng mức sinh lời kỳ vọng nếu mà cầm lâu dài thì hoàn toàn có thể đạt từ khoảng độ 15-20%, thậm chí trong điều kiện tốt thì có thể đạt khoảng độ 22-25% trên một năm. Đó thì đấy là một cái mức rất là khả thi, mức sinh lời cao, có dòng tiền tốt. Thế do đó rằng là sẽ thu hút được rất nhiều các cái nhà đầu tư quan tâm. Tức là nó tương đối là hài hòa cả góc độ về tính an toàn. Đúng rồi, vừa dòng tiền vừa tăng trưởng lại có cái mức độ an toàn nhất định. Vâng, có câu hỏi cuối cùng dành cho anh Phục. Chúng ta đã nói về đa dạng tất cả các cái kênh đầu tư quan trọng và chính tại Việt Nam là cơ bản đâu đó mọi người đều biết. Đó, từ những kênh truyền thống như bất động sản hay vàng, để những kênh rất hiện đại như là chứng khoán, hay là hiện đại hơn nữa là kênh crypto. Đó, thì về mặt tổng thể, đâu đó chúng ta đang nói về câu chuyện là xây dựng và xây dựng tài sản, phân bổ kênh đầu tư. Thì ở trong cái câu chuyện này chúng ta đã từng nói với nhau khá nhiều về cái tháp tài sản. Đó. Vậy thì anh Phục có thể cho biết cái quan điểm của mình về việc là xét ở góc độ tổng thể nhất. Đó. Thì anh có lời khuyên như thế nào cho quý vị anh chị nhà đầu tư trong cái hành trình mà xây dựng cho mình cái tháp tài sản? Vâng, về cơ bản thì cái mục tiêu ban đầu của người ta đi làm việc là kiếm tiền để sinh sống. Nhưng mà sau một thời gian thì tài sản nó gia tăng, thì cũng phải tiến đến cái việc gọi là sao cho xây dựng cái tài sản ấy nó đi một cách bền vững trong dài hạn, nó có thể chuyển giao cho các thế hệ kế cận, và nó sinh lời hướng đến gọi là lâu dài, thậm chí hướng đến trường tồn. Thì tất cả những cái yếu tố này thì cũng có thể
gọi là quy hoạch về một cái gọi là tháp tài sản. Đó thì cái tháp tài sản này ấy, thì sẽ rất là hữu ích đối với các nhà đầu tư muốn phân bổ tài sản của mình dựa vào đó. Thì đầu tiên cái tài sản nền tảng, nền móng nhất đó chính là cái năng lực của bản thân. Thì dĩ nhiên là các anh chị, các cô chú mà đã gọi là xây dựng cho mình được cái tài sản triệu đô trở lên ấy, thì đều là những người rất là giỏi trong cái lĩnh vực của mình. Thì cái năng lực này thì cũng cần phải trau dồi liên tục để làm sao nó là một cái nền tảng vững chắc sinh tiền để có thể thay xây dựng các cái tháp tiếp theo và hướng đến cái việc sinh lời bền vững từ cái tháp đó. Thì cái nấc tiếp theo đó là các cái tài sản về quỹ dự phòng chi tiêu khẩn cấp, đó chính là tiền gửi ngân hàng nên bỏ vào đó, thì từ 3 đến 9 tháng. Mà bỏ vào bao nhiêu thì phụ thuộc vào cái vấn đề là xung quanh chúng ta có chắc không. Nếu chúng ta ới cái cần cái là anh em bạn bè hay là bố mẹ sẵn sàng tung cho chúng ta những cái khoản 5-70 triệu, 100 triệu, thậm chí cả tỷ đồng, thì rõ ràng chúng ta chỉ cần dự phòng ít thôi, đúng không? Rồi tiếp theo thì chúng ta cũng cần có cái kênh tài sản tiếp theo, đó là tài sản phòng ngừa rủi ro những trường hợp biến cố xấu nhất có thể, đó chính là vàng luôn. Đó, thì cái việc phân bổ vàng thì nhà đầu tư nên phân bổ khoảng độ 5-10%, để từ đó khi có những cái sự cố đó xảy ra thì vàng chúng ta mang ra có thể đổi rất nhiều thứ, thức ăn, nước uống, rồi rất rất nhiều thứ, để chúng ta không bị gọi là khủng hoảng hay không bị rơi vào bi đát nhất những lúc đó. Bởi vì lúc đó bất động sản cũng không có giá, tiền gửi ngân hàng cũng không có giá, cổ phiếu cũng không có gì cả, vân vân. Và khi mà chúng ta đã chuẩn bị được những cái nấc thang như thế rồi thì đến những nấc thang tiếp theo, đó là cái tài sản có thể sinh dòng tiền tốt. Thì tài sản sinh dòng tiền tốt ở đây thì quý vị có thể lưu ý đến, đó là kênh trái phiếu doanh nghiệp chẳng hạn. Thì trái phiếu doanh nghiệp nếu chỉ cần khéo lựa chọn một chút là có thể chọn được những trái phiếu sinh lời gấp 2 lần gửi lãi ngân hàng mà vẫn rất an toàn. Bên cạnh đó thì nhà đầu tư có thể cân nhắc xem xét, đó là phân bổ vào một phần các cái cổ phiếu có cái dòng cổ tức cao. Thi thoảng ở trên thị trường chứng khoán của chúng ta xảy ra những cái việc gọi là có những cổ phiếu bán rẻ không ngờ. Đó là cổ tức trên giá lên đến 15%, mà cái mức độ an toàn thậm chí lại còn cao hơn so với cái việc chúng ta tự kinh doanh, hay là thậm chí an toàn hơn cả cái trái phiếu cơ. Thì chúng ta cũng nên lựa chọn vào cái danh mục dòng tiền đó. Thì cái danh mục dòng tiền đó nên để đâu đó khoảng độ 10 đến 30% tài sản của chúng ta. Và cái dòng tiền đó làm sao xây dựng để rằng hàng năm nó đẻ ra một cái lượng gấp khoảng 2 đến 4 lần chi tiêu hàng năm của chúng ta. Tức là chúng ta đã tự do tài chính, tức là chúng ta đi ngủ tiền vẫn đẻ ra tiền là như thế. Và sau đó nếu nhà đầu tư muốn có nhu cầu gia tăng thêm cái tài sản của mình tốt hơn, thì đó là các cái kênh liên quan đến cổ phiếu tăng trưởng này, liên quan đến bất động sản tăng giá này. Thì những cái kênh đó thì chúng ta có thể phân bổ nhiều hơn, tức là khoảng 40 đến 50% tổng tài sản của chúng ta chẳng hạn. Và lưu ý rằng chúng ta cần phải đặt tiền đúng chỗ, đặt các kênh tài sản đúng mục tiêu như vừa chia sẻ. Đó là tiền gửi phục vụ cho mục đích gọi là chi tiêu, vàng phục vụ cho phòng vệ những lúc gọi là bi đát, những lúc khó khăn nhất. Rồi trái phiếu cũng như cổ phiếu dòng tiền để phục vụ cho cái việc là sinh tiền. Thì do đó hãy tập trung vào cổ tức và bền vững. Rồi nếu mà phân bổ vào tài sản tăng trưởng, ví dụ một phần vào cổ phiếu, thì chúng ta hãy tập trung vào các blue chip có cái vị thế hàng đầu ở ngành, có cái sức tăng trưởng cao hơn ngành. Rồi tiếp theo những cái bất động sản thì mang tính chất tăng giá, thì chúng ta hãy tập trung vào những cái khu mà có cái tiềm năng đô thị hóa cao trong tương lai. Thì từ đó, đúng rồi, có thể là có được cái sự tăng giá tốt. Và quý vị và anh chị lưu ý là khi xây dựng tháp tài sản thì cần phải thường xuyên hơn chúng ta cơ cấu cân đối lại để cho cái tỷ trọng nó hợp lý, nó phù hợp với các cái mục tiêu tài chính. Ngoài ra nhà đầu tư cần phải phân bổ các cái tài sản thì cũng có cái tính chất gọi là đơn giản hóa và tập trung vào một nhóm nhất định trong từng cái thang đó, để làm sao chúng ta dễ quản lý nhất. Bởi vì như thời gian vừa qua thì AZFIN gặp nhiều anh chị cô chú đâu đó có khoảng độ hơn 100 cuốn sổ đỏ, và cái lượng chìa khóa để trong cái cốp xe ấy, lên đến hơn 1 tạ, rất là khó quản lý. Phúc hỏi luôn là anh chị có quản lý, cảm thấy có quản lý được không, bảo có khi có miếng đất anh còn bây giờ chả nhớ nó ở chỗ nào.
Đó, thế như vậy thì sẽ rất khó cho cái việc sau này các cô chú, các anh chị đó chuyển giao cho các thế hệ kế cận. Vậy thì bất động sản, ok, chúng ta đa dạng nhiều kênh. Bất động sản cũng đa dạng, nhưng mà đa dạng ở mức trong cái tầm kiểm soát và quản lý của chúng ta, để từ đó dễ dàng vận hành và dĩ nhiên hiệu quả cao hơn, và tương lai chuyển giao cho thế hệ kế cận một cách tốt hơn. Đấy, thì trên đây chính là những cái mà nội dung mà quý nhà đầu tư, anh chị cần phải lưu ý trong cái việc phân bổ tài sản ở cái tháp tài sản của chúng ta. Trong chia sẻ của anh thì có phải là Nam muốn làm rõ thêm là có phải ở trong giai đoạn tới thì cái kênh cổ phiếu và bất động sản sẽ được coi là những cái dạng tài sản ở phần cao hơn của bọn tháp đúng không? Hoặc thậm chí là phần đỉnh đúng không? Vâng, đúng rồi. Đó chính là những cái kênh tài sản ở phần cao nhất, gần như cao nhất. Đó. Nam nhắc với thì mình mới lại nhớ lại, à còn cái kênh đó là crypto. Thứ nhà nếu nhà đầu tư muốn thì đấy chính là cái kênh đỉnh của tháp. Thì có thể phân bổ khoảng 5% chẳng hạn. Còn nhà đầu tư nào mà ngại rủi ro, ngại những cái mới thì đỉnh tháp sẽ là bất động sản và cổ phiếu. Vâng, cảm ơn anh. Một cái có thể nói là một cái đánh giá tương đối là cụ thể để các cái nhà đầu tư có thể có góc nhìn tốt hơn là trong giai đoạn tới đây thì nên tập trung nhiều hơn đó, hay là cái tính chất nếu như mọi người thích cái sự tăng trưởng hơn thì sẽ kênh đầu tư nào thì sẽ có cái khả năng mà sinh lời hiệu quả hơn. Vâng, cảm ơn anh Phục. Để tóm lại một chút thì ở trong phần chia sẻ của anh Phục và AZFIN ngày hôm nay về góc độ của các kênh tài sản để chúng ta phân bổ từ giai đoạn 2024 tới năm 2030 thời gian tới, với một cái khái niệm mà anh Phục đưa ra ở phần cuối của bài chia sẻ, đó là về tháp tài sản, thì AZFIN mong muốn là chúng ta cùng nhau có cái sự có cái mục đích đúng đắn, mục tiêu đúng đắn trong hành trình đầu tư để hướng tới việc xây dựng một cái tháp tài sản có cái đáy thật là vững chắc, cũng như là có cái phần ngọn mà có tính tăng trưởng hiệu quả. Đó là thứ nhất. Và thứ hai, cũng như phần mà anh Phục vừa chia sẻ, AZFIN tương đối là tin rằng ở trong giai đoạn tới thì cổ phiếu vẫn sẽ tiếp tục là một kênh đầu tư mà hiệu quả cho tới năm 2030. Cùng với đó, bất động sản cũng sẽ là một cái kênh mà giúp cho chúng ta có cái sự phân bổ cũng như là cấu trúc thật tốt cái tài sản của mình. Và một nguyên tắc cuối cùng, thứ ba nhưng mà là quan trọng nhất, đó là chúng ta hãy có cho mình một cái sự phân bổ hợp lý, tránh và giảm thiểu cái sự mà rủi ro tập trung khi mà chúng ta quá tin tưởng, thậm chí là 90 hay 95% vào một cái kênh tài sản nào đó. Hy vọng rằng ở trong podcast này của AZFIN thì quý vị anh chị đã có cho mình những cái thêm những góc nhìn cũng như là những cái kiến thức nhất định để có cho mình những cái sự vững tin hơn, cũng như là những cái bước đi phù hợp và hiệu quả hơn trong cái hành trình đầu tư của mình. Và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn ở trong tập tiếp theo của series Quản lý gia sản trong người Việt.